tạo nghiệp mà, chỉ trôi qua 5 giây thì dù nghiệp chướng sau khi đã cân đối xong. Huyết mạch thao thiết trong cơ thể ký chủ độ thuần nâng lên tới 90%. Một khi đạt được 100%, ký chủ sẽ sở hữu huyết mạch của thần thú thao thiết. Hình như ta đã làm một chuyện hay ho. Nếu nàng ta tỉnh lại, nhìn thấy thân thể toàn vẹn của mình bị phá hủy, tuyệt đối sẽ chém chết ta. Ngươi đánh chết ta thì không ai hấp thu ma khí giúp ngươi nữa. Mau mặc lại y phục, đừng để người khác thấy. Ngươi giận, ngươi giận. Tại sao ngươi có thể hấp thu ma khí? Trong cơ thể ta có huyết mạch thao thiết lây nhiễm ma lực, cho nên có thể hấp thu. Thao thiết là một cổ thần thú bị ma thú nguyền rủa, huyết mạch của nó đều sở hữu ma lực. Thế tại sao ta không thể hấp thu? Ngươi đang chơi ta sao? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Mọi người cùng là yêu, ta có thể hấp thu ma khí giúp ngươi, thậm chí loại bỏ sạch ma lực trong huyết mạch, không phải một điều khá tốt với ngươi sao? Yêu, đồ súc sinh, sở hữu huyết mạch cổ thần thú thuần chính như vậy, chẳng lẽ ngươi không phải yêu? Đương nhiên nàng ta không phải yêu, mà là nữ đại đế thao thiết châu nhân tộc, đế tích vi, thân phận nhân tộc chính thống. Sao đồ chó chết này cũng đến đây rồi? Người trẻ tuổi, một đế tứ hoàng tiếng tăm lẫy lừng thao thiết châu, ngươi cũng chưa từng nghe nói sao? Đế tích vi, nữ vũ đế, sở hữu thân phận chí cao vô thượng. Đáng tiếc, hiện nay bị nhân tộc tỉ nhổ. Ngươi là ai? Ta là ai? Không quan trọng, quan trọng là nửa người nửa ma nửa yêu làm ô uế huyết mạch nhân tộc như ngươi, là người mà nhân tộc chắc chắn phải giết. Ồ không đúng, ngươi là người mà vạn tộc nhất định phải giết. Ngươi muốn chết sao? Người muốn chết là ngươi. Thao Thiết Châu sớm đã bị ma thú xâm nhập, một đế tứ hoàng bị diệt, chỉ trừ lại tạp trùng như ngươi. Hiện giờ còn tưởng mình là đến sao? Giết chết ngươi thì ta có thể nhận được một khoản tiền thưởng dư dật. Tiểu tử, ngươi và ta cùng là nhân tộc, hôm nay ta phải trừ hại cho nhân tộc và những tộc khác. Nếu ngươi không muốn chết thì cút. Khi Tiêu Dao Kiếm Hoàng đến đây, không có nghe thấy câu nói ngũ nhân nói mình là yêu thú, vì thế tưởng ngũ nhân là nhân tộc theo bản năng. Cút mau. Thứ chó, đây là nữ nhân mà lão tử từng quan hệ. Đợi lão tử đột phá tới vũ hoàng, chúng ta tính cả thù mới hận cũ. Nói tới đây, ngũ nhân quay người bay về phía linh vương cấp chí tôn xuất hiện. Nó phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới. 70.000 điểm kinh nghiệm này có từ đâu vậy? Làm với đế tích vi, khiến huyết mạch thao thiết trong cơ thể ta chẳng những nâng cao độ thuần, còn nhận được điểm kinh nghiệm. Lần sau tìm cơ hội thử lại. Vừa vặn như bây giờ ta cũng là vũ hoàng cấp 1 rồi. Lão tử phải ăn ngươi. 3.000 đế dương kỹ, ngươi quả nhiên là linh vương thú địa ngục. Phật độ căn bản ấn, bát hoang địa chấn độ. Cửu trùng hư không liệt. Một 150.000 điểm kinh nghiệm, đáng tiếc chưa thể đột phá. Đúng rồi, trong sân gốc còn có linh vương cấp chí tôn, vũ tôn cấp 10. Hơn 70.000 điểm kinh nghiệm cũng không tồi. Đi xem thử chiến đấu bên kia như thế nào rồi. Khi ngũ nhân quay về cửa ra vào của vạn sân tuyệt địa, lại không còn tiếng chiến đấu nữa. Hai người đều là vũ hoàng cấp 3, đánh tới cuối cùng chắc chỉ là ngang tài ngang sức. Hiện nay bí cảnh vạn sân tuyệt địa này đã không còn ý nghĩa đáng để ngũ nhân tiếp tục ở lại đây nữa, cho nên nó muốn thông qua khe hở không gian tiến vào bí cảnh khác. 49.200m phía trước xuất hiện một loài người cảnh giới vũ hoàng cấp 4 và một loài người cảnh giới vũ tôn cấp 9. Loài người cảnh giới vũ hoàng cấp 4 và vũ tôn cấp 9, hẳn đây là cường giả của các châu khác nhỉ? Thôi, không cần thiết đi chọc ghẹo. Từ Kim Tuần yêu thử, lại tìm thấy dược liệu rồi. Mai rùa, xác thực là dược liệu quý giá. Lưu huynh, vậy ta giải quyết rùa yêu này. Mai rùa là dược liệu quý giá. Tứ chi, phần đầu cũng có giá trị dược dụng. Xem ra người đến từ các châu khác, trông thấy ta cũng không hề sợ hãi. Dược hoàng chuẩn bị mệnh lệnh tới, đế tích vi hiện thân. Cần gấp từ Kim Tuần yêu thử, đi tìm kiếm tạp chủng nửa ma nửa người nửa yêu đế tích vi đó. Thôi, tha một mạng cho xuất sinh này. Hai vị đợi đã, cho một cơ hội, để ta làm dược liệu của các ngươi đi. Đây là bị như sao? Không nghe ra được sao? Người ta không chuẩn bị thả chúng ta rời khỏi. Không ngờ yêu thú của Cổ Long Châu lại làm bộ làm tịch như vậy. Ngươi, ngươi là giết chết Trương Thành. Bọn ta đến từ Cổ Điệp Châu, ngươi biết mình đã gây tai họa lớn cỡ nào không? Tai họa lớn chừng nào không hề hấn gì. Bây giờ ta phải trồng trọt hạt giống diệt hồn vào trong hồn phách của ngươi. Ngươi không có ý kiến chứ? Không, không ý kiến. Được, ta thích người sảng khoái như ngươi. Bây giờ dẫn ta tới dược hoàng của các ngươi, theo hình thức dược liệu đi. Vâng. Không hổ là nữ đại đế, gánh hết 2 tiếng đồng hồ công kích lại vẫn chưa chết. Lưu Lập, đế tích vi bị Tiêu Dao Kiếm Hoàng truy sát, đã bị lộ rồi. Bây giờ không cần tử kim thử nữa, ngươi.
dược liệu khá lắm. Đúng dịch ta cần luyện chế dược dịch kéo dài tuổi thọ. Cần may rùa, Lưu Lập, ngươi làm tốt lắm. Dược Hoàng đại nhân, đây là việc tiểu nhân nên làm. Ngươi đợi ở đây trước, chờ ta và các đồng đạo. Chém giết Đế Tích Vi. Lúc này Đế Tích Vi bị mọi người dồn vào một góc. Tuy bị thương khắp người, nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn. Trên người nàng ta chắc chắn có không ít đồ tốt. Mau giết chết nàng ta, đoạt lấy máu vật. Đế Tích Vi, một nữ nhân tạp chủng nửa người nửa yêu nửa ma, hôm nay ngày chết của ngươi tới rồi. Nực cười, Đế Tích Vi ta trốn nhiều năm như thế, hôm nay chẳng lẽ sẽ chết tại nơi này sao? Nghe lời nói buồn cười của mọi người, Đế Tích Vi không còn tinh thần đi phản bác nữa. Phụ thân của nàng ta khi chống cự ma thú xâm nhập, những người này bỏ chạy nhanh hơn ai hết. Chờ sau khi phụ thân nàng ta chết rồi, ma thú xâm nhập Thao Thiết Châu, đám người này lại trách móc phụ thân của nàng ta không có bảo vệ tốt Thao Thiết Châu khi trong cơ thể nàng ta lây nhiễm huyết mạch của Thao Thiết. Đám người này lại chuyển mũi nhọn sang nàng ta, muốn phỉ nhổ nàng ta, giết nàng ta, cướp lấy kể cả thân thể của mình, cũng đã bị một đại yêu hóa hình vô cớ chiếm mất. Đó là yêu mà nàng ta căm hận nhất. Liệt Thiên Ma Liêm Quy. Khá lắm, tên dù nghiệp chướng đang khiêu khích Tiêu Dao Kiếm Hoàng, có gan thì tới giết ta này. Chắc là ngươi cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi đúng không? Tiêu Dao Kiếm Hoàng của Cổ Long Châu, thì ra rùa yêu bị Dược Hoàng bắt đi. Dược Hoàng, yêu đồ này tàn sát các sinh linh ở khu vực phía tây Cổ Long Châu, lại còn yêu cầu ngươi giao ta đến để hành quyết nữa. Thì ra hắn là ma yêu. Có điều, chết dưới tay ai cũng vậy thôi. Hắn là dược liệu của ta, các ngươi đừng hòng động vào. Liệt Thiên Ma Diễm Quy, đây là quả báo của việc ngươi tàn sát sinh linh ở khu vực phía tây. Ngươi đang sủa cái gì ấy? Có gan thì đến giết Quy Gia Gia của ngươi đi. Ta chính là thích nhìn ngươi dáng vẻ hận ta đến mức muốn chết mà không thể ra tay với ta đó. Hắn sắp không trụ được nữa rồi. Tất cả thừa thắng xông lên phá vỡ phòng ngự của cô ta. Này này này, ta chẳng cần gì hết, ta chỉ cần thân của cô ta thôi. Đây là bị linh hồn tấn công rồi. Là kẻ nào đang làm loạn? Mọi người thấy chiến binh của Vũ Hoàng cấp một đều bị trọng thương một cách khó hiểu. Những chiến binh cấp thấp lập tức rời khỏi nơi này. Ngay cả các Vũ Hoàng cũng giữ khoảng cách với nhau. Đột nhiên, cảnh tượng đồng lòng hiệp lực sụp đổ. Có thể khống chế kẻ tấn công linh hồn, mà sức mạnh đạt đến đẳng cấp của Vũ Hoàng, hiếm có người khống chế nổi. Huynh đài, không nhất thiết phải dùng thủ đoạn như vậy để kích động nội chiến đâu. Giống như Dược Hoàng đã nói, để khống chế được sự tiến công mạnh mẽ thực sự của linh hồn rất khó. Nếu chúng ta tra từng cái một thì sẽ tra ra thôi. Đế Tích Vi lập tức bị hành quyết, huynh đài làm vậy chẳng phải là muốn đuổi một vài người đi để được phân chia nhiều lợi ích hơn sao? Bây giờ chỉ còn lại 5 vũ hoàng chúng ta, đủ để chia rồi. Vị huynh đài trong bóng tối có thể dừng tay được rồi đó. Có thể phóng thích sự tiến công hùng mạnh của linh hồn, cho thấy kẻ phóng thích linh hồn vô cùng hùng mạnh. Chư vị, phóng thích linh hồn không ổn định của mình ra đi. Nếu có ai dám rời khỏi chỗ này, kẻ đó chính là người phóng thích. Mọi người nhất định phải cùng nhau tấn công. Ngoạn kiếm, các linh hồn đều rất mạnh. Ta cảm thấy đó là âm mưu đen tối của Tiêu Dao Kiếm Hoàng. Không phải ta, đừng nghe hắn nói. Ta trong sạch. Dùng kiếm giả, tinh khí thần phải mạnh hơn nhiều lần so với các vũ giả còn lại. Linh hồn cũng sẽ tăng sức mạnh tương ứng. Đặc biệt là người sử dụng kiếm ở trình độ của ngươi. Tiêu Dao Kiếm Hoàng, giải phóng linh hồn không ổn định của ngươi ra đi. Các người cũng biết, rùa yêu có mâu thuẫn với ta mà. Hắn cố ý hãm hại ta đó. Kẻ phóng thích linh hồn tiến công có lẽ là rùa yêu. Tiêu Dao Kiếm Hoàng biết linh hồn của bản thân rất mạnh. Một khi phóng ra, có lẽ sẽ thực sự bị kết tội. Còn ta lại ước mình có thể phóng thích được nó ra. Như vậy ta cũng sẽ không bị bắt. Tác giả đã sắp xếp ở sau lưng người một kẽ hở không gian ẩn hối rồi. Người mau vào trong đi. Ngươi chính là đại yêu biến hình đó. Nếu không muốn chết thì đi vào đi. Ta nhớ hình dáng của ngươi, ngươi giúp ta trốn thoát. Nhất định sẽ hối hận cho xem. Đế Tích Vi chạy rồi. Lưu Lập, đem Liệt Thiên Ma Diễm Quy vào đi. Đại nạn mà không chết. Cẩu ngoạn ý, xem như ngươi may mắn. Đồ của Dược Hoàng, ngươi lần không ra, chạm không nổi đâu. Nếu không, ngay cả chấm nhất thiên môn sau lưng ngươi cũng sẽ vì ngươi mà diệt. Dù yêu, đừng đắc ý, cho dù Dược Hoàng không giết ngươi, thì ta cũng sẽ nghĩ cách để chặt đầu ngươi. Vậy thì đến đi, chắc ta sợ. Đợi đã. Tiền bối, chúng ta không vào sao? Giết một tên vũ hoàng đã rồi nói. Chỉ dựa vào việc ngươi sinh ra vương bát sao? Nói với ngươi câu này, người phụ nữ của lão tử, ngươi đừng hòng động vào. Ký chủ giết một cảnh giới vũ hoàng cấp một bị trượt mắt, giành được điểm kinh nghiệm 1. Tiền bối, đây là giới chỉ tích cực của hắn. Sau khi ngũ nhân nuốt chọn đồ vật bên trong giới chỉ, đã giành được 106.666 điểm kinh nghiệm, thành công thăng cấp lên cảnh giới vũ hoàng cấp 2. Chúng ta vào thôi. Hệ thống đã phát hiện ký chủ tiến vào gặp một cảnh giới cấp một bí mật trong phong linh cổ tích. Hệ thống gợi ý, phong linh cổ tích ẩn chứa bí mật của thế giới này. Ký chủ khai quật sâu hơn, có thể giành được phần thưởng bất ngờ. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Dù yêu, nguyên lực căn bản của ta sắp tiêu hao hết rồi, không duy trì được lâu nữa đâu. Trước khi chết, ngươi có thể đi chết cùng ta không?
Liệu ngươi có giết nổi ta không? Có tình lực này còn không bằng nhanh chóng rời đi. Nơi đây có lẽ là cửa xuất nhập. Cửa xuất nhập, ngươi sống trong nơi đó à? Sao thực vật lại biến đổi rồi? Vừa nãy nơi đây vẫn là một đồng bằng mà, giờ đột nhiên biến thành cao nguyên. Không gian ở đây vậy mà lại có thể nhảy ngẫu nhiên. Chết đi. Cẩn thận một chút. Nếu như đổi vị trí đến vị trí khác sẽ vô cùng nguy hiểm. Vậy chẳng phải tại sao? Tiền bối, ta nhận được tin từ Dược Hoàng đại nhân. Nói muốn ta đến đó. Nói cụ thể đi. Dược Hoàng tiền bối phát hiện ra một nơi là cổ trần dược viện. Trong đó có rất nhiều dược liệu quý, đủ để ngài luyện dược, vì vậy ngài ấy muốn ta đưa tiền bối đến đó. Muốn dùng may rùa của tiền bối để luyện dược. Ngươi hồi âm hắn, ta sẽ đến ngay. Tiền bối, Dược Hoàng đại nhân nói, ngài ấy sẽ lập tức đến đây. Tránh xa hắn. Đến răm cầm một con rùa yêu cũng không trông nổi. Ngươi có gan thì giết ta luôn đi. Không vội, ta còn phải luyện dược. Cần loại dược liệu tươi tốt nhất. Đợi một chút, lúc ta đang luyện dược, sẽ cần dùng đến ngươi. Đế Tịch Ly, ta sẽ không giết ngươi đâu. Đừng phản kháng. Nhất đế tứ hoàng của Thao Thiết Châu, trong đó có Nhất đệ tam hoàng bị diệt rồi, vẫn còn Nhất hoàng chưa chết. Đó chính là Hiên gia. Đế Tịch Ly, Hiên gia muốn bảo vệ cô. Ta đã thỏa thuận với Hiên gia. Chuyến này đến là muốn đưa cô đến Hiên gia. Đế gia ta diệt vong, không chỉ có liên quan đến ma thú nhập xâm, cũng liên quan đến Hiên gia. Hiên gia muốn bảo vệ ta. Nực cười. Nếu đã như thế, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép cô thôi. Ta phải chết, ngươi cũng phải chết. Ngươi không thể lấy lượt được từ Dược Hoàng đâu. Chúng ta xem như quyên sinh gì tình. Đời này của ta, gặp gỡ, trải nghiệm. Quá tối tăm, ta mệt lắm rồi. Hy vọng kiếp sau, không, ta hy vọng sẽ không tái sinh nữa.